Chiều ngày 15 tháng 7, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Xuân Công, 33 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức và Trần Khánh Cường, 26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo công an, trưa ngày 12 tháng 7, chị C, 31 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức cùng 5 người trong xóm, trong đó có trẻ em, vừa đạp xe về trước cửa nhà thì bị hai thanh niên đi cùng xe máy theo dõi phía sau. Khi chị C vừa bước xuống xe đạp chuẩn bị mở cửa nhà và đang bấm điện thoại thì đối tượng ngồi sau giả vờ đi bộ, rồi bất ngờ lao tới giật điện thoại trên tay chị C bỏ chạy. Thanh niên sau đó phóng lên xe đồng bọn tẩu thoát trước sự ngơ ngác của nhiều người. Chị C có chạy theo một đoạn nhưng đuổi không kịp. Hai thanh niên cướp được điện thoại hiệu Samsung S10 bán với giá 2,5 triệu đồng rồi lấy tiền tiêu xài. Ngay sau khi nhận được thông tin, các trinh sát nhanh chóng vào cuộc xác minh. Đến nay qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn đã mật phục bắt giữ. Hiện công an đã thu hồi được vật chứng và xử lý hai nghi phạm theo quy định.